1001 câu chuyện. Hello, xin chào các em. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục chơi bộ kicker mới này. Có rất nhiều là đồ đẹp luôn nha. Wow wow. Và mấy kicker này có tận 2 lớp luôn nè. Mấy em thấy xịn chưa? Và 2 lớp toàn là đồ với đồ thôi. Ta nói rất là xinh đẹp luôn đúng không? Và chúng ta sẽ có tới là 4 cô nàng công chúa với 4 màu tóc khác nhau và kiểu tóc khác nhau luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái khung hình treo đồ cho 4 cô nàng của chúng ta nha. Mình sẽ vẽ cái khung hình ngôi phòng treo đồ đơn giản thôi. Đó. Và tiếp theo là một cái xào đồ để bắt ngang qua nha. Đó, một cái xào đồ chị sẽ dùng màu vàng. Đây là để treo đồ lên nè. Đó, xong. Bây giờ chỉ là còn bước đó chính là xé mấy cái cơ này ra thôi. Ủa, quá trời đồ luôn nè. Đó, chúng ta còn có một cái phông nền rất là cute. Ở phía sau có tranh cho chúng ta tô màu luôn nha. Đây, chúng ta sẽ có đầu tiên là một cô nàng tóc hồng nha. Ta da, trời ơi, cô nàng tóc hồng của chúng ta rất là xinh, cái lỗ mũi nó còn ửng hồng nữa nè. Hả, rất là cute formewear luôn. Bây giờ mình sẽ cho tóc hồng đứng ở trong đây thôi. Kế tiếp nè, cho hai cô tóc nâu này đứng ở dưới đi. Đây, kế tiếp là cô tóc xanh dương, được bới cao nha, dễ thương quá trời luôn. Cô này hai cái lỗ mũi nhà ửng hồng và hai cái má nó cũng hồng luôn á. Đó, rất là xịn. Đây, cô này sẽ đứng ở trên đây thôi. Tiếp theo là cô tóc nâu này là tóc nâu hai mái nhưng mà tóc thẳng ha. Còn cô tóc nâu kia thì nó hơi uốn quăng. Cô này thì chị sẽ đặt vô đây. Cuối cùng nè, đó. Cô tóc nâu này là cô tóc nâu uốn xoăn. Xong, chị đã đặt 4 cô vô đứng vô trong đây rồi. Bây giờ là tới bước là thay đồ nè. Mình sẽ chọn ra 3 bộ đồ đẹp nhất để mặc vô cho 4 cô nha. Xong rồi mình sẽ treo bộ đồ còn lại nè. Đầu tiên là tóc hồng. Bây giờ tóc hồng y, chị thấy bộ đồ này rất là xinh đây. Đây, ta da, một chiếc đầm khá là quý phái luôn, sang trọng nữa. Trời ơi, ta nói đẹp tuyệt vời luôn nha. Bây giờ mình chỉ cần mặc vô thôi. Đó, mình mặc vô cho tóc hồng. Ê, hình như là cái chiếc đầm này không có hợp với tóc hồng rồi, tại vì cánh tay này đưa lên nè. Chị nghĩ là chiếc đầm này mới đúng hợp cho cô này hả? Đó, chị thấy. Wow, không ngờ tóc nâu lại mặc hợp với chiếc đầm màu hồng này cơ chứ. Rất là xinh. Bây giờ mình sẽ chọn một chiếc đầm màu hồng phù hợp với cái cô này đi. Đó, chị đã thấy được rồi nè. Đó, vai xéo qua một bên ha. Hai bên là có hai chiếc lá màu vàng. Ở phần dưới đều là màu xanh lá cây. Ta-da, quên, mình phải chọn phụ kiện nữa chứ. Phụ kiện cho cô tóc nâu này là một cái cài. Đó, trời ơi, nhìn rất là quý tộc luôn. Bây giờ là cái tóc hồng của chúng ta nè, là một cái vương miện nha. Ôi xinh quá, xinh quá đi thôi. Bây giờ mới có tóc xanh, trời ơi, chị thấy được cái đầm này nè, cực kỳ đáng yêu luôn, cực kỳ đỉnh luôn nha. Quá trời là ngọc trai luôn. Không còn cái đầm nào mà xịn như cái đầm này luôn á. Có 4 cái nơ ở bên hông nữa nè. Trời ơi, nhìn rất là sang trọng và quý phái, đúng không nè. Bây giờ mình sẽ tới phụ kiện. Phụ kiện là, trời ơi, đẹp quá trời luôn, xinh quá trời luôn. Cuối cùng, ta-da, đó, xịn chưa, rất là đáng yêu luôn nha. Mình sẽ mặc vô, đẹp quá hả. Và bây giờ là phần treo đầm, treo cái đầm còn lại nha, cho 4 nàng của chúng ta có thể thay bất cứ lúc nào. Đây, rất là nhiều đầm đẹp luôn. Chị sẽ chọn những chiếc đầm lộng lẫy nhất trước, sau đó là những chiếc đầm đơn giản. Đây, đầm lộng lẫy thì nhiều lắm. Đầm la 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 la. Đây, 6 chiếc đầm siêu xinh cho chúng ta luôn. Đó, mấy em thấy không, cái nào cũng đẹp hết. Trời ơi, nhìn mà thích ghê luôn á, đúng là đầm của công chúa mà. Bây giờ mình cũng sẽ treo vô thôi. Mình treo vô nha. Rất là xịn luôn á. Xong rồi, bây giờ mình cái phần ở dưới này á thì chị sẽ kẻ thêm một cái dây len để cho chúng ta treo tiếp cái phần đồ đầm đơn giản ở dưới. Đây, 4 chiếc đầm đầu tiên của chúng ta nè. Đó, nó đơn giản. Chị nói đơn giản là do nó sẽ ngắn hơn những chiếc đầm kia, nhưng mà nó cũng rất là xinh luôn, không có thua kém 4 chiếc đầm, 6 chiếc đầm ở trên đâu nha. Đó, bây giờ chị cũng sẽ treo vô. Đây, chị sẽ treo từng cái vô nha. 4 nàng công chúa của chúng ta có rất là nhiều đồ đẹp. Đó, thấy chưa? Nhiều kiểu, nhiều màu sắc, rất là đa dạng. Đây là những chiếc còn lại cuối cùng nha. Đó, màu hồng rất là nhiều luôn, cái nào cũng có màu hồng hết đó nha. Nhưng mà cũng có vẫn có màu vàng nè và màu xanh dương.
chị cũng chạy stereo. Có đây là mỗi cái chiếc váy riêng. Xong rồi, đó cho bốn nàng công chúa của chúng ta tha hồ lựa chọn luôn đúng không nè. Và cuối cùng sẽ là phần phụ kiện. Bây giờ phụ kiện mình sẽ làm sao đây ta? Chị sẽ tạo thêm một cái khung ở trên đây nha. Để phụ kiện. Đó, xong. Bây giờ phụ kiện nè. Ta-da, đây là những cái phụ kiện rất là xinh, dùng để phối cho các cô công chúa của chúng ta phù hợp với bộ đồ. Đó, bây giờ phụ kiện thì chị sẽ để lên trên đây. Rất là nhiều luôn, các em có thể là mỗi một ngày chúng ta sẽ cho nàng công chúa của chúng ta thay đổi mỗi cái đầm khác nhau nha. Tại vì đồ rất là nhiều cho nên là chúng ta không có sợ là bị thiếu đâu. Đó, xong rồi, rất là xịn luôn á nha. Đó, y cái cô nàng tóc nâu này chị quên, chị chưa cho đeo phụ kiện nè. Bây giờ chị sẽ chọn thêm một cái phụ kiện để chị đeo cho tóc nâu. Chính đó, đó chính là một cái vương miện luôn đó, wow. Đó, và thế là chúng ta đã xong rồi, hoàn thành xong các bước mặc đồ và treo đồ lên cho bốn nàng công chúa một cách gọn gàng hơn nha. Nói chứ sticker này thì chúng ta còn rất nhiều, đó là chính là thức ăn. Nhưng mà bây giờ chị đang làm về chủ đề thay đồ á, thì chị chỉ dán đồ vào phụ kiện thôi. Còn về phần thức ăn thì cái này chị sẽ để dành để làm một câu chuyện về thức ăn riêng nha. Cái này thì chị sẽ cất đi, không bỏ nhé. Đó, xong rồi. Đó, và các bạn nào có muốn mua cái sticker này á thì hãy liên hệ ngay với shop Bookchibi nha, qua số điện thoại 0937899707 để được đặt hàng nè. Còn bây giờ thì bye bye. 1001 câu chuyện.